Anh thấy em đã đủ điều kiện để làm vợ của chủ tịch tập đoàn Ham Group chưa ạ? Một bên chiều chồng, một bên chăm con, vẫn cứ là ngon. Em đủ điều kiện. Bạn cũng hai cho em. Hàng của em là hàng thật, nguyên đai, nguyên kiện đấy ạ. Tặng hoa cho em. Dạ, em xin. Anh phải cúi xuống thì thả mới chuẩn. Chứ anh đứng như thế, thả không chuẩn đâu. Bông hoa này tàn rồi, thôi không cần kiểm tra nữa. Tặng cho em, động viên tinh thần. Sau đó em có thể về. Tàn nhưng chưa chắc đã phế. Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Ham Group, chẳng lẽ lại là người trông mặt và bắt hình dong, coi thường người tàn phế hay sao? Em thú vị đấy. Vì sự thú vị này, tôi sẽ tặng em cả bó hoa. Em đã được qua phòng 1. Chúng ta vừa chào hỏi nhau xong rồi. Các em đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Mày à. Các cô làm cái gì đấy? Này, anh Cường, đường đường là người thừa kế của tập đoàn Ham Group. Cô nghĩ cô là ai? Cô nghĩ cô là cái gì? Cô què quặt như thế này, cô vác cái mặt đến đây không biết xấu hổ à? Anh ấy có để ý đến tôi hay không? Làm sao mà các cô biết được? Lành lặn xinh đẹp còn chẳng ăn ai. Chả qua là cô có cái vòng tay giống của bọn tôi thôi. Chứ không ấy, cô làm gì có tuổi mà đấu với bọn tôi. Biết điều ấy, thì đi về đi. Các cô sợ thua tôi hay sao mà muốn đuổi tôi về? Cô... Tiếp theo là vòng kiểm tra tài năng nấu ăn. Đã là con dâu của chủ tịch tập đoàn Ham Group thì phải cầm kỳ thi họa, nội trợ đảm đang. Trong bếp đã có đầy đủ thực phẩm rồi, mời các cô thoải mái sáng tạo. Nấu ăn ấy ạ? Nói cho các cô biết, trước đây tôi đã từng học một khóa nấu ăn. Xem ra vị trí của vợ tổng giám đốc đã thuộc về tôi rồi. Đã què quạt còn bày đặt nấu ăn á? Cô thứ chắc rồi. Anh nếm thử xem có ngon không ạ? Em nấu ăn rất là ngon. À, anh ơi, anh xem em nấu xong bị bỏng, đói cả tay rồi. Vất vả cho em rồi, để anh thử nhá. Mùi vị rất là hào hạng. Em làm tốt lắm. Dạ. Tôi xin lỗi nhá, do xe của tôi bị trượt. Này, cô có biết cái chỗ tôm này bao nhiêu tiền không hả? À, bao nhiêu tiền là sao hả em? À, ý em là mình phải mất công sức này, mình đi mua nhiên liệu, xong rồi mình nấu ra món ăn, mình bị tốn tiền nhỉ? Em là một người rất là tiết kiệm mà anh. Cái gì đây? Đây là logo của nhà hàng nổi tiếng mà. Cô gian lận đấy à? Em không biết. Em không biết là tại sao lại có cái logo ở đây ấy. Đồ này là em tự nấu mà. Cô đừng chối nữa. Rõ ràng là cô mua đồ ăn sẵn mà. Anh đừng nghe nó ạ. Anh nhìn đi, tay của em nấu ăn còn bị sưng đỏ cả lên đây này. Anh mới tin em chứ. Vết thương ở trên tay của cô,
tôi cũng làm được. Tôi không được. Ok, đến trường. Thế là ngon rồi, thắng chắc luôn. Mà không được, phải làm thế nào cho nó thật một tí. Cô đã gian lận nên cô bị loại. Anh ơi, em xin anh bỏ qua cho em. Anh cho em đi nấu lại đúng không? Để em đi nấu lại. Đây mới chỉ là thử thách thôi. Mà cô đã gian lận để qua mặt tôi rồi thì sau này cô sẽ như thế nào? Mời cô đi ra khỏi đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thi. Anh ăn đồ ăn em nấu đi. Em nấu rất là ngon. Đúng là không thể hiểu được mà. Rõ ràng chỉ là những món rẻ tiền mà anh ấy cũng khen. Mình không thể nào thua một con què được. Hai em đã hoàn thành rất tốt phần thi vừa rồi. Và chúng ta sẽ bước đến vòng cuối cùng. Đó là phần thi thử giày. Cả ngày hôm nay hai em đã vất vả rồi. Hai em nghỉ ngơi đi. Rồi chiều chúng ta sẽ tiếp tục. Phần thử thách cuối cùng. Trong hai em, ai là người đi vừa chiếc giày này thì người đó sẽ làm vợ của tôi. Chỉ cần đi vừa giày là sẽ thành người chiến thắng đúng không ạ? Đúng vậy. Cô Trang đi lại khó khăn, cô Trang thử trước đi. Nếu mà vừa thì tôi nhường cô luôn đấy. Em đúng thật là cao thượng. Vậy Trang, em đi thử trước nhá. Vâng ạ. Để anh đi giúp em nhá. Vừa luôn này. Anh Cường, chỉ đeo thế thôi làm sao mà biết là vừa hay không? Anh phải để cô ta đi lại đã chứ. Ừ, vậy cũng đúng. Để anh dìu em đi nhá. Nào, để anh đưa em. Ôi, chiếc giày yêu quý của tôi nó hỏng mất rồi. Anh Cường ơi, cô ta làm hỏng giày rồi. Bây giờ em không đi thử được nữa. Nhưng mà em chắc chắn là nếu mà em đi thử thì sẽ vừa anh ạ. Em là người xứng đáng mà. Không phải đâu, em không hề làm hỏng chiếc giày này. Em không cố ý mà. Ủa thôi đi, cô đừng có chối tội nữa. Đúng rồi, cô đừng có mà chối nữa. Người tôi bảo ấy là cô đấy, cô Ngọc ạ. Sao lại là em ạ? Cô ta là người làm hỏng giày mà, không phải em. Cô nghĩ ai cũng có thể vào phòng tôi. Muốn làm gì thì làm sao. Phòng tôi ấy có camera đấy. Mình phải chắc trước giày mới được. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Ôi, giày của tổng tài sao lại xấu thế này. Nhưng mà biết đâu là hàng gia truyền. Ok, mình thử trước đi. Ôi, bé thế này sao mà vừa. Chân lại bé lắm. Nó mà vừa. Không không, mình phải sợ chó thôi. Dù cô có làm gì chiếc giày này đi chăng nữa thì cũng vô dụng thôi. Bởi vì tôi đã tìm được người mà tôi cần tìm rồi. Chính là cô ấy. Chính là Trang. Anh
Anh mù à? Tôi không bị mù, tôi chỉ bị thị lực kém thôi. Thế sao người anh lại có vết thương thế này? Tôi mới bị người ta ám hại. Thế người nhà của anh đâu? Hay là anh cho số điện thoại đi, tôi gọi người nhà anh đến đón anh nhá. Tôi cũng không nhớ nữa, nhưng mà tôi đói quá. Đây, hay ngồi xuống đây. Nếu mà anh không chê thì anh ăn đồ ăn của tôi đi, tôi vừa nấu đấy. Đây. Ăn từ từ thôi. Sao thế? Đồ ăn không ngon à? Ngon, ngon lắm. Tôi chưa được bao giờ ăn đồ ăn ngon như vậy. Cô ơi, đây là món gì vậy? Đây là đồ ăn bình dân thôi, nhưng mà để nấu đồ ăn ngon như thế này là có bí quyết cả đấy. Là do mẹ của tôi đã chỉ cho tôi nấu. Anh ăn tiếp đi. Nhìn cái vòng tay của anh trông đẹp nhở? Tôi thấy nó rất là lạ. Đẹp à? Tôi tặng cô đấy. Anh tặng chiếc vòng này cho tôi á. Nhưng mà tôi thấy chiếc vòng này đắt giá lắm, tôi không dám nhận đâu. Tôi trả anh đấy. Nó không là gì so với bữa ăn của cô cả. Tôi tặng cô đấy, cô cầm đấy và nhớ là không bao giờ được tháo ra đấy nhá. Chiếc vòng này đẹp quá. Được rồi, nhất định tôi sẽ luôn đeo chiếc vòng này, không bao giờ tôi tháo ra đâu. Anh ơi, anh uống nước đi này. Này, này anh ơi. Sau khi tỉnh dậy, người nhà đã tìm được tôi và đưa tôi vào viện chữa mắt. Và thứ duy nhất còn lại của cô ấy chính là chiếc giày này. Nhưng mà em xinh đẹp hơn cô ta, em ngon hơn cô ta, em nấu ăn cũng ngon hơn cô ta, em có gì không bằng cô ta chứ? Những cái đấy tôi không cần. Cái tôi cần chỉ duy nhất là cha. Vậy nên anh đã dùng cách này để tìm ra em à? Đúng vậy. Nếu như anh đăng lên tìm chủ nhân của chiếc vòng và người đi vừa đôi giày này ấy, thì sẽ có rất nhiều người đến giả mạo. Vậy nên anh phải dùng cách này để tìm ra em ấy. Ngôn với trận tình, nghĩ thời gian của bà mày. Vậy là cuối cùng anh đã tìm được em rồi. Có phải em chính là người cứu anh ngày hôm đó nên chân em mới... Vậy tại sao khi gặp anh em lại không nói cho anh biết chính em là người đã cứu anh? Lúc đọc được thông báo tuyển vợ của anh, em đã nhận ra người đó chính là anh. Nhưng em là một cô gái nghèo, chân của em còn bị tàn phế như thế này, em sợ là anh sẽ không tin. Nhưng em vẫn muốn biết liệu anh có nhận ra em hay không. Thế nên hôm nay em mới đến đây. Vậy em đồng ý lấy anh nhá.